Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một trong những món đặc sản tinh hoa của nước Pháp, đó là món foie gras, còn gọi là món gan gốc nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm nha mọi người. Đây là cái foie gras tươi này mọi người. Cái này khoảng cỡ nửa ký. Cái này nó đã lấy gân ra rồi. Thường thường thì là người ta không có lấy gân ra. Mình phải về mình lấy gân. Đó, mình tắt ra xong mình lấy từng cái gân ra. Cái tại vì cái gân máu nó rất là dai mọi người biết không? Đó. Cái này thì người ta đã lấy gân sẵn ra rồi. Còn cái này thì là cái foie gras là gân gốc mà đông lạnh này mọi người, người ta sẽ cắt từng miếng ra rồi. Nhưng mà nó người ta chưa lấy gân ra này mọi người thấy không? Đó. Trong này là nó còn vẫn còn gân máu này, mình sẽ là phải lấy gân ra. Đó. Nhưng mà thường thường hàng tươi thì vẫn ngon hàng đông mọi người không? Đây là trái sung này, trái sung khô nhưng mình đã ngâm trong rượu cognac. Brandy. Tất cả các loại rượu mạnh á mình sẽ ngâm luôn trong đó khoảng cỡ qua một ngày là nó mềm ra. Hoặc là mình sẽ sau đó mình sẽ ướp với rượu cognac này với lại gan gốc này mọi người, hoặc là mình có thể là ướp với lại Porto Blanc cũng được, là cái rượu Porto màu trắng ấy. Với lại muối hoa là mọi người, muối hoa đó. Cái muối này là muối ở trên mặt á, muối bột ở trên mặt á, người ta lấy cái là muối Sainte-Foy, là muối hoa người ta lấy. Cái muối này rất là ngon, nó không có mặn lắm. Còn cái đây là tiêu hột này mọi người đó. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm nha mọi người. Trước tiên mình sẽ lấy cái này ra đây ha. Mình sẽ cắt trái sung trước này mọi người. Trái sung ngâm rượu này đó. Cắt cho nó mềm nào. Bây giờ mình sẽ ướp cái gan ngỗng này trước này. Mọi người thấy cái màu của gan ngỗng mà tươi với đông lạnh nó khác nhau không? Cái này màu hồng, cái này màu vàng lẹt này, mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ ướp nó nè. Mọi người thấy không? Người ta đã lấy hết cái ven này, cái gân nó đây còn ít nữa. Ô là thấy không? Nó cái gân này, nó cái gân này ăn rất là dài. Gân máu của nó lấy chưa hết đấy, còn một ít nữa. Đây ha. Đó. Lấy chưa hết và là nó lấy chưa hết. Bây giờ mình sẽ ướp muối nha mọi người, muối hoa đó. Rồi tiêu. Với rượu cognac. Mình có thể ướp với rượu Porto màu trắng được mọi người. Rồi sau đó mình sẽ bọc plastic lại, mình để qua đêm. Bọc plastic lại mình để qua khoảng một đêm. Sau đó mình sẽ lấy ra mình cuốn lại thành cái rulo, cả thành cái cuốn rulo á. Rồi bắt đầu mình mới cho vô mình hấp. Đúc vào tủ lạnh nha mọi người. Qua một đêm. Đúc vào tủ lạnh qua một đêm nha mọi người. Voilà.
rồi sau một ngày mình sẽ lấy ra. Sau một ngày mình sẽ lấy ra rồi mình sẽ cuốn cuốn rulo mọi người. Sẽ trải hai lớp giấy bọc plastic nha mọi người, hai lớp, không thôi nó sẽ lỏng ra. Khô vô giữa mà chết sung, nó chết sung ngâm với rượu à, rượu à. Sushi. Ouais. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi hấp nha mọi người. Mình để một mặt là khoảng cỡ 10 phút. Sau đó mình sẽ 10 phút sau mình sẽ lật lại là khoảng tổng cộng 20 phút. Sau khoảng 10 phút mình sẽ lật mặt lại nha mọi người. Đó. Lật lại mình hấp khoảng 10 phút nữa là xong, ok. Rồi, sau khi 20 phút là mình sẽ tắt lửa nha mọi người, mình lấy ra nha. Sau đó mình sẽ ngâm trực tiếp vô trong nước đá lạnh lên nha mọi người. Ngâm nó khoảng cứ 5 phút là lấy ra nha. Sau khi mình nhúng vô nước đá khoảng 5 phút mình lấy ra, mình cất vào tủ lạnh mọi người. Rồi xong đó. Mình sẽ cất vào tủ lạnh trong vòng 24 tiếng tới 48 tiếng là mình lấy ra mình ăn được rồi mọi người. Parti de moi.